Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ký cấp bìa đỏ sai quy định xảy ra tại huyện Bảo Yên đã được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự gần đây. Hiện vụ việc cũng đã được huyện Bảo Yên tìm hướng giải quyết. Trước mắt là 58 bìa đỏ đã được cơ quan điều tra kết luận. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tiếp tục gửi đơn phản ánh tới chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai khi những tờ bìa đỏ của mình mới được phát hiện là chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Dư luận cũng đang cho rằng vẫn còn không ít những cán bộ liên quan trực tiếp tới tờ bìa đỏ không thuế này cần phải chịu trách nhiệm. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hộp thư truyền hình số cuối cùng năm 2020. À Du à? Ai nhỉ? Cô đây, cô Lưỡng, cô ở trên điện quan đấy. Cháu là làm cái bìa đỏ cho cô cái năm 2011 đấy. Đấy, bây giờ cô đi xuống huyện cô cắm ngân hàng nhưng mà không được. Ngân hàng bảo cô là chưa có thuế nhà nước. Cháu xem như nào mà cái năm đấy là cô nộp cho cháu là 13 triệu. Cô ừ. Cái này tiền năm thì cháu không biết là cô cứ ra ủy ban sao hả? Vì bây giờ cháu chuyển công tác. Cháu thì cũng như các cô thôi. Không thể làm được cái bìa đỏ ra nhà các cô được. Còn như thế nào thì cô xuống đấy nhá. Cháu đang quản lý. Cái tiền thuế là cô đã nộp cho cháu 13 triệu mà. Đấy. Người trong cuộc điện thoại ở đầu dây bên kia là Hoàng Trung Du, từng làm cán bộ địa chính xã Điện Quan, huyện Bảo Yên và hiện đã luân chuyển sang công tác ở một xã khác. Năm 2011, vị cán bộ này từng đứng ra nhận làm bìa đỏ cho rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã, trong đó có hơn 30 hộ dân nằm dọc tuyến quốc lộ 70 này. Và theo người dân chia sẻ, để sở hữu một tờ bìa đỏ như thế này, họ phải đưa cho ông Du một khoản tiền không hề nhỏ. Giờ đây tất cả chúng đều chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi đi kiểm tra tại cơ quan thuế. Năm 2011 thì gia đình nhà tôi với lại một số hộ dân ở đây cũng làm do là anh Du làm và nhận tiền của chúng tôi. Hiện tại gia đình nhà tôi là anh Du cầm 13 triệu. Chùa xót hơn, có những người được Nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên trực tiếp nhận làm hồ sơ 4 tờ bìa đỏ như trường hợp của người đàn ông này. Chú Dũng à? Ai à? Anh Phục mà, anh ở trên điện quan mà. Vâng. Chú Dũng ơi, hồi là anh nhờ chú làm mấy cái bìa đỏ về sao chú thuế để xác minh thì lại không có thuế chú nhỉ? Chú Dũng. Hả? Anh nhờ chú làm mấy cái bìa đỏ hồi đấy là bê xuống thuế để xác minh thì lại không có thuế là nào chú nhỉ? Thế nào? Chưa được thuế. Cả anh hỏi cả xã xem cả xã Điện Quan trong ai nộp thuế không? Thế cả xã Điện Quan anh đưa tiền cho chú mà. Anh đưa tiền chú rồi sao chú bảo không có ai có thuế? Né tránh rồi tắt máy đột ngột. Đó là cách trả lời của ông Đỗ Như Dũng, Nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên, người đứng ra trực tiếp nhận hồ sơ để làm bìa đỏ cho ông Phục. Năm 2019, ông Dũng từng bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bảo Yên khai trừ ra khỏi đảng và buộc thôi việc do liên quan đến vụ 58 bìa đỏ ký cấp sai quy định xảy ra tại thị trấn Phú Giàng. Giờ đây ông Dũng bị người dân tố vì đứng ra làm bìa đỏ nhưng lại chưa qua cơ quan thuế. Thế ông nhận ông làm cho thì là hoàn tất thì hồ sơ cho ông ấy, thì địa chính xã hoàn tất hồ sơ thì đưa xuống cho ông làm. Ông có làm xong thì ông đưa bìa đỏ tôi. Nếu ông nhận số tiền là 27 triệu. Đấy. Và một cái làm của ông Hoàng Trung Du là địa chính xã ở đây, tức là 2015 là cái đấy là hết 15 triệu. Cầm cố ở tôi vay tiền ngân hàng thì xuống không nộp thuế cho nên là không cầm cố được, không vay được tiền. Trong quá trình thực hiện chuyên mục, chúng tôi đã nhận được không ít lá đơn tập thể phản ánh câu chuyện một số cán bộ từng trực tiếp đứng ra nhận tiền làm bìa đỏ cho nhân dân. Theo họ, tờ bìa đỏ mà họ nhận về với con dấu đỏ chót và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy lỗi không thuộc về họ. Số tiền đó được sử dụng vào mục đích gì thì người dân không hề biết. Họ chỉ biết rằng nó không được chuyển vào cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Khi đó là anh Mông Văn Chiên đã nhận 9-10 cái quyển sổ như thế này để làm cho gia đình nhà chúng tôi. Mà chúng tôi có lộp, anh bảo có bỏ tiền ra để lộp thuế trước bạ cho nhà nước. Cuối cùng bây giờ đều không có một cái sổ nào có quyền tác dụng để mà chúng tôi được lưu hành, cắm vào ngân hàng, thế chấp ngân hàng để chúng tôi vay vốn hết. Nếu như vậy,
Số tiền thất thu ngân sách nhà nước từ những tờ bìa đỏ không thuế sẽ là bao nhiêu? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Và còn bao nhiêu cán bộ nữa liên quan đến tờ bìa đỏ ký cấp sai quy định? Câu trả lời chỉ có nếu như tiếp tục có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Điều mà người dân quan tâm nhất lúc này là một giải pháp thấu tình, đạt lý để trả lại giá trị thật cho tờ bìa đỏ của họ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính xảy ra tại huyện Bảo Yên đang được dư luận hết sức quan tâm. Vậy trước những thực trạng như chúng tôi vừa đề cập, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên cũng như các cơ quan chức năng đang có những động thái gì nhằm cởi nút thắt cho câu chuyện này? Liên quan đến 58 tờ bìa đỏ được cơ quan điều tra kết luận, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng đã có những hướng dẫn cụ thể cho huyện Bảo Yên để giải quyết. Theo đó, huyện Bảo Yên sẽ phân ra làm 4 nhóm đối tượng. Nhóm 1, có bìa đỏ gốc, nhưng khi chuẩn hóa hồ sơ năm 2009 tại thị trấn Phú Giàng, cấp đổi lại, tăng diện tích, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhóm 2, không có hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Nhóm 3, được miễn giảm quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, làm sai lệch thời điểm sử dụng đất để được miễn giảm. Với những tờ bìa đỏ thuộc nhóm này, người dân chỉ phải đóng thuế ở thời điểm vi phạm khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Đối với nhóm thứ tư là những tờ bìa đỏ được cấp nhưng không có hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Với những trường hợp này, do không có đầy đủ hồ sơ gốc nên khó khăn trong việc tìm ra phương án giải quyết tối ưu vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân trên cơ sở tuân thủ theo quy định luật đất đai năm 2013. Do khi tăng cái diện tích mà đất nông nghiệp lên đất ở là chưa thực hiện cái chuyển đổi mục đích thì giữ nguyên và sau đó thì chỉ có truy thu cái phần đất ở thôi. Hướng giải quyết là phải đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành. Chứ không phải là vì phù hợp với ý của người dân mà chúng ta tham mưu sai đi thì nó lại sai với cái quy định nhà nước. Thế do vậy thì cái này nó cũng phải có một cái thời gian. Ngoài 58 tờ bìa đỏ ký cấp sai quy định, như chúng tôi đã phản ánh, có hàng trăm trường hợp tờ bìa đỏ vô giá trị chỉ mới vừa được phát hiện sau khi người dân ra đối chiếu với cơ quan thuế. Đó là chưa kể, không ít bìa ghi diện tích đất ở vượt hạn mức quy định đối với đất ở đô thị. Có bìa sai họ tên, thiếu thông tin, lẫn lộn vị trí thửa đất. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết, người dân nếu có nghi ngờ, cần chủ động đem tờ bìa đỏ ra chi cục thuế, phòng tài nguyên và môi trường hay văn phòng đăng ký sử dụng đất để đối chiếu, kiểm chứng. Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý, xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai, thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Kiểm tra, thanh tra, rồi thậm chí điều tra vào cuộc, đúng không ạ? Thì mới xác minh được là lỗi tại ai. Cũng như là 5 năm cái bìa thì cơ quan điều tra là xác minh là lỗi tại cơ quan nhà nước. Thì đương nhiên thì người dân mới được hưởng cái nghĩa vụ tài chính tại cái thời điểm cấp bìa. Chứ nếu mà lại bảo là người dân sai thì người dân phải thực hiện theo giá bây giờ. Thế thì muốn được như thế thì xác định được thì phải có cái cơ quan có chức năng để vào xác minh. Liên quan đến vụ việc này, luật sư Lê Đăng Tùng, văn phòng luật sư Trường Giang tại Hà Nội cho biết, khi được thẩm định những tờ bìa đỏ này đều do Ủy ban Nhân dân huyện cấp ra, nhưng quyền lợi của người dân chưa được đảm bảo. Bởi vậy trách nhiệm của huyện Bảo Yên là cần rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Luật đất đai cũng quy định rõ, nếu lỗi do cơ quan quản lý nhà nước thì giá thuế đất được xác định tại thời điểm vi phạm. Còn nếu lỗi thuộc về người dân thì giá đất tính tại thời điểm cấp lại. Và công việc này cần phải làm càng sớm càng tốt để đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo tôi thì các cơ quan của tỉnh Lào Cai cần phải rà soát toàn bộ để đảm bảo quyền lợi, không chỉ riêng có 58 cái sổ, 58 cái hộ mà họ đã rà soát, đã tìm hiểu, và chủ động các cơ quan điều tra cần phải tìm hiểu cho rõ hơn và rà soát toàn bộ, đồng thời kết hợp với những yêu cầu, những khiếu nại, những thắc mắc của người dân để phối hợp những cái sổ nào mà làm chưa đúng trình tự thủ tục thì cần phải hoàn thiện để đảm bảo cái quyền lợi cho người dân, đồng thời là xử lý nghiêm đối với những cán bộ mà làm không đúng và gây thất thoát, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước cũng như là ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trong khi chờ đợi hướng giải quyết từ phía các cơ quan chức năng, nhiều người khóc nghẹn khi buộc phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng làm lại bìa đỏ để xin giấy phép xây dựng hoặc vay vốn ngân hàng. Mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để tiếp tục làm rõ những sai phạm liên quan đến việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra ở huyện Bảo Yên, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm
đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.